giờ mình share làm pha nước mắm nè, để hỏi mỗi lần mà làm món gì cái mình share nữa thì nó nhiều khi mất công đi tìm, giờ cứ làm một cái video về nước mắm rồi ai muốn ăn nước mắm thì cứ lên kiếm thì nó dễ hơn phải không? Rồi thường thì mình hay làm 2 muỗng theo sức, cứ theo vậy mình lường. Các bạn ở trong chuyến hay lúc giấc có video hay khâu gì lộ kìa mà mỗi chị pin quậy sẵn quẩn nó chậu bị cậu dùng gì tí chứ vậy dầu dù dùng quẩn phan ngồi đi xịt cái đi chan dầu gì lộ nó chậu chi pin co. Okay, today I share a video with the only fish sauce how to mix it, because sometimes a lot of dish I have it already share, and then I think this way better and you can search, right? Okay. Mình xài 2 muỗng nước mắm ha, 2 tablespoon lượng thon cắn, tablespoonful sugar, 2 muỗng đầy gừng ha. Okay, lượng thon cắn thòn, mẹ đường nè, this sugar. Okay, done here. Rồi, sập khăn sợi 10 muỗng nước, 10 tablespoon of water. You can mix like this, and then if you cannot finish one time, you can put in the fridge for a couple weeks. Thì hỏi như phòng siêu quầy à, đoạn sáng bữa lại bà tôi tắt. Thế ngồi đi khâu anh xin ngồi đi khâu sụp sụp rồi có chế tùng quảnh sủi. Okay. When you add the water must be boiling. Okay. Already boiled, so you can keep longer in the fridge. Nếu mà nước sôi mình pha thì nó sẽ giữ lâu hơn. Đi tôm quảnh sủi nè, họ được cho hỏi keep nồi á chị. Ok, garlic. Đây tỏi băm nè, đi tí hay xin dùng nè. Dầu dành một chút như lọt xin dùng dầu tắt hả? Ai thích để tỏi vô thì để, không để tỏi cũng được, có nhiều người không thích ăn tỏi. Tỏi nhiều ít tùy ha. Mình thì mình pha là chili. Rồi, bây giờ mình lường nè. Nửa muỗng giấm thì nửa muỗng chanh. Ok, half a tablespoon of lime juice. Ok, chăm tóc bún bún có thong căng nó đi có là bún có thong căng là lấy muỗng chấp. Half tablespoon of lime juice, nửa muỗng nè, nửa muỗng chanh. Làm chanh không cũng được, không có giấm cũng được, chanh không cũng được, cũng ngon, nhưng mà phải có chanh nhất định, phải có thì nó ngon, không có thì cũng ok. Ok, ok, and then you add vinegar, half tablespoon of lime juice, half tablespoon of vinegar, half of this vinegar. You, if you don't have lime juice, just vinegar. Or you don't have vinegar, you have lime juice. Okay. Để vô đây, pha vô đây cho nó cái này nó sẽ nổi nè. Mình pha giấm với chanh vô, tỏi với ớt á sẽ độ nổi rất đẹp. Okay. À. Chúng ta pun có chù. Pun có lịch muốn chấp nữa, coi như là nửa ớt nửa, sorry, nửa giấm nửa chanh ha. Nè, thì là xong rồi đó. Nếu mình ăn món gỏi hay là canh sorry cá chiên gì đó, mình có thể mặn chút xíu, mình bớt nước thôi. Thì xin đi sẵn là hàm tí cho họ thì khá thì hãy xịt mới vậy đó. Chứ thì ngồi để xịt mông xịt phàn xịt cái đi kiển kiển bao bao không vậy. Và đi hay cũng dầu ngam, một cùng hàm. Cũng mà dầu xì chú xịt ui gì đi chiên dữ đó. Hoặc chế này xịn xa lịch đó. Họ thì họ gì?
就唔落咁多水啦，減翻啲水。一羹是落嘅三羹水啦。If you can make dressing for salad, you can reduce the water. Or sometimes if you have some, you want to make a little bit more saltier, you can reduce. Okay. For me, I like this way. But when I do salad, I will reduce water. One tablespoon of fish sauce, 3 tablespoons of water. Instead, now I do 1 tablespoon of fish sauce, 5 tablespoons of water. Okay. Bây giờ là mình làm nước mắm mình ăn lạc lạc thì mình pha 5 cái nước, một nước mắm 5 nước. Okay. Còn nếu mà mình muốn ăn kiểu giống như mà làm gỏi gì đó thì mình có thể bớt nước lại. Khoảng 3, 1 mắm, 3, 3 nước. Ok, nghĩa là tôi thì xịt salad, tôi thì có thể giảm đi sợi, cũng hồi cho quy có mì tôm thùng tí. Hay xịt mấy dẻ ní tí, tôi thì có thể xịt phản, xịt mấy phẩn, cũng tôi thì cho xịt cái cuốn cuốn, bao bao, tôi thì có thể khâu cho ngam tí. When you mix this one, it's good for vermicelli or rice or the rolls thing, you know, and perfect for me. I don't eat too salty. Okay, I hope you guys can use this one for a lot of Vietnamese dishes. Okay, and try. Okay, this is we call nước mắm. Okay, cái gọi gì lâu đấy mà thì họ gì làm ăn xịt hổ to phun kìa, hổ to dùng thủ xịt bây giờ đắt cũng mà cái gì hay sống hàm đi cũng ngồi đây mà mũ lọc to sủi lắm. Okay, 1:3 lắm. Okay, bye bye.